Dạ em test bộ này để sáng mai gửi sớm cho anh. Thì em đang chạy 72V nha. Này rất mạnh nha. Anh ráp vào cái chiếc xe của anh là rất hợp lý luôn. Panasonic 2 kW 2000. Thì những động cơ mà tua 2000 á, nó sẽ khỏe hơn động cơ 3000. Mặc dù tua nó sẽ chậm hơn một chút. Máy in Japan nha. Được kéo 9,5 Nm nha. Rất là khỏe. Chạy với Boise 2000W nha. Có đảo chiều. Cốt hình như 28. Em đo. À, cốt 22 nha. Cốt lớn. Ok, thì bộ này anh chế xe rất là hợp lý. Chạy rất là khỏe. Động cơ nặng, rất là nặng. Có một số cái trên tem nó có ghi cái thông số trọng lượng. Mà cái này thì không có ghi. Bữa không biết cân cho anh xem chưa nữa. Dạ rồi. Vậy em test xong rồi mai em sẽ gửi sớm cho anh. Về anh chỉ việc cấp nguồn 60V 72V đây là xài thôi. Em để sẵn. Dây đấu sẵn hết. Chỉnh tốc độ, đảo chiều. Đảo chiều anh cũng có thể nếu hai cái này nè, anh đấu vào dây ga đó, thì cái này anh đấu vào cái dây còi á, cái dây còi á, mình chỉ việc nhấn còi khoảng 1-2 giây buông ra là vặn ga lên là chạy ngược lại đảo chiều. Tua rất tốt nha. Ok, cảm ơn anh.